The Australian government has increased the childcare subsidy, which helps more children like Mia develop their learning and social skills. And parents like Dani work or study more. It helps businesses find more staff and companies hang on to their people. So easing pressure on many families is good for children and good for Australia. To find out more, visit childcaresubsidy.gov.au. Authorised by the Australian Government, Canberra. Đã khá lâu rồi kể từ khi chúng ta có cuộc trưng cầu dân ý, và đó là cách duy nhất hiến pháp văn bản quy định cách thức nước Úc được quản lý có thể thay đổi. Nếu là công dân Úc từ 18 tuổi trở lên, bạn phải bỏ phiếu. Khi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý, câu trả lời của bạn là quan trọng. Hãy cập nhật chi tiết của bạn hoặc ghi danh ngay hôm nay tại aec.gov.au. Được ủy viên ủy hội bầu cử tại Canberra ủy quyền. Thưa quý khán giả của Express TV, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón luật sư Lê Thường Quang trong chương trình điểm báo bình luận thời sự thế giới tuần này. Trước hết thì xin trân trọng kính chào luật sư Lê Thường Quang ạ. Thân chào luật sư Nguyễn Văn Thân và kính thưa tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình này. Thưa luật sư Lê Thường Quang, từ bây giờ cho tới cuối năm thì cũng có rất là nhiều sự kiện diễn ra trên các diễn đàn quốc tế. Tuy nhiên đó, trong cái chương trình ngày hôm nay thì tôi xin muốn được tập trung vào ba đề tài như sau. Thứ nhất là cái chuyến công du của Tổng thống Joe Biden tới Việt Nam, dự trù là sau khi mà ông tham dự cái G20 ở bên Ấn Độ. Cái đề tài thứ hai là chỉ trong mới đầu tuần này thì Trung Quốc đã xuất bản một cái bản đồ. Và một lần nữa cái bản đồ này nó đã làm cho các quốc gia láng giềng thật là vô cùng giận dữ. Trong đó có một vài quốc gia thì đã chính thức lên tiếng phản đối. Và cái sau cùng là cái cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan vào tháng Giêng năm 2024. Thì thật ra thì nó chỉ cũng còn có vài tháng nữa thôi. Và như chúng ta biết, trước đây đó thì đã có từng có một ông tướng ở bên Mỹ nói rằng đó là ông có cảm giác là sẽ có chiến tranh vào khoảng năm 25, là tại vì vào năm 24 đầu năm là bầu cử tổng thống Đài Loan, cuối năm là bầu cử tổng thống Mỹ. Năm 25 sẽ là một năm có rất là nhiều cái sự kiện quan trọng có thể nó xảy ra. Thì để đi vào chương trình, cái chuyến công du của ông Joe Biden thì thật sự ra nó không phải là cái tin mới mẻ, nhưng mà tổng thống Joe Biden thì rất là bận. Thậm chí ông chỉ có thể dự G20 Ấn Độ thôi, và ông đã gửi bà phó tổng thống Kamala Harris đi dự cái thượng đỉnh Đông Á ở bên Indonesia. Và trong các cái quốc gia ở Đông Nam Á thì Việt Nam không phải là đồng minh. Việt Nam là một quốc gia cộng sản, vẫn đàn áp nhân quyền. Nhưng mà có vẻ như cái mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày càng nồng ấm, ngày càng được nâng cấp. Và từ một cái nhìn nào đó, Mỹ rất là coi trọng cái vị trí của Việt Nam trong cái mắt xích trong cái thế chiến lược của họ ở Ấn Độ Thái Bình Dương. Xin luật sư Tư Hoang giải thích cho biết lý do tại sao nó lại có những cái sự kiện như vậy. Tôi nghĩ là cái hoàn cảnh xung đột hay là căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cũng như cái tình hình tại Ấn Độ và Thái Bình Dương do cái xác quyết chủ quyền của Bắc Kinh xảy ra, nó tạo một cái thời cơ mà Hoa Kỳ muốn có cái sự gần gũi hơn với Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tức là Cộng sản Việt Nam. Và như luật sư Thân nói đó, thì tất nhiên Cộng sản Việt Nam không phải là đồng minh, hay là chưa phải là đồng minh của Hoa Kỳ. Cho nên cũng vì lý do đó mà Hoa Kỳ đặt cái vị trí của Cộng sản Việt Nam, hay là coi cái vấn đề cải thiện ban giao với Cộng sản Việt Nam quan trọng, đủ quan trọng để cho Tổng thống Joe Biden có thể thăm viếng một cách chính thức theo cái lời mời của Cộng sản Việt Nam. Chúng ta còn nhớ rằng cách đây hơn một tuần lễ thì ông đã nói một cách úp mở là một nhân vật cao cấp của Việt Nam đã điện thoại ông và yêu cầu một cuộc gặp gỡ để có thể cải thiện ban giao. Và ông Joe Biden không nói cái nhân vật cao cấp đó là ai, nhưng mà người ta có cảm tưởng cái người đó có thể là ông Nguyễn Phú Trọng. Một lý do cũng đơn giản thôi, là tại vì hồi tháng 3 năm 2023 thì chính Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm với ông Nguyễn Phú Trọng. Và bây giờ nếu mà ông Phú Trọng bắt điện thoại lên mà để phát biểu cái lời đó thì nó cũng là cái chuyện đáp lễ thông thường, nó không có gì đặc biệt. Tuy nhiên thì như luật sư Thân đã nói đó, là có thể ông Joe Biden coi cái G20 là quan trọng hay là đủ quan trọng để ông tham dự, và do đó nó thuận tiện trên đường trở về.
vào ngày 10 tháng 9 thì ông sẽ ghé lại thăm Việt Nam trong vòng khoảng 24 tiếng đồng hồ trước khi ông lên đường đi Alaska. Trong khi đó thì một cái hội nghị khác cũng quan trọng không kém, tức là cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á do tổ chức ASEAN mà chủ tịch đương nhiệm là Indonesia và tổng thống Widodo đang đang tổ chức tại tại Jakarta vào ngày 5 tới ngày 7 tháng 9. Thì ông đã tuyên bố là ông sẽ gửi phó tổng thống Kamala Harris tham dự hội nghị này. Mà tôi cũng cần nói thêm là đây không phải là cái vấn đề mà tổng thống Joe Biden đã quyết định như vậy, là tại vì chính ông Tập Cận Bình cũng sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 mà gửi ông thủ tướng Lý Cường tham dự thay thế, và đồng thời có lẽ ông cũng sẽ không tham dự cái hội nghị thượng đỉnh Đông Á tại Jakarta, và ông cũng sẽ gửi thủ tướng Lý Cường tham dự hội nghị này. Cho nên người ta đặt câu hỏi là tại sao ông Tập Cận Bình là không tham dự cái hội nghị quan trọng như vậy. Phải chăng là ông cũng đang chuẩn bị để thăm viếng Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trước và sau cái chuyến công du của Tổng thống Joe Biden hay chăng? Tôi nghĩ có thể là sau. Tôi nghĩ là Thưa luật sư Lương Đình Quang, tất cả mọi người đều nhìn thấy là Việt Nam đang chơi cái trò ngoại giao đu dây, có nghĩa là một mặt thì nới rộng qua bàn giao quốc tế, không chỉ có với Mỹ không thôi, mà Việt Nam muốn nâng cấp lên chiến lược toàn trên lên đối tác toàn diện, mà ngay cả đối với nước Úc của mình ở đây, Việt Nam cũng đang muốn tỏ ý là nâng cấp lên ở mức độ cao nhất là chiến lược đối tác toàn diện và với nhiều nước khác nữa. Thì tuy nhiên đó, thì mọi người ai cũng đều nhìn thấy là Việt Nam muốn dựa vào các cái quốc gia khác để đối trọng lại với cái sức ép từ phía bên Trung Quốc, nhưng mà chưa chắc hẳn là Việt Nam đã thực lòng muốn đi vào một cái quỹ đạo của thế giới tự do, có nghĩa là đi theo một cái quỹ đạo là cởi mở, dân chủ hóa, tôn trọng các quyền, các nhân quyền, trong đó gồm có tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Thì liệu Việt Nam sẽ làm được cái việc đó hay không, có nghĩa là một mặt lấy hết cái lợi của thế giới Tây phương, thế giới tự do, mặt khác á, thì những cái gì mà và nó bất lợi cho cái chế độ độc tài cộng sản đó, thì họ bỏ qua một bên, và liệu thế giới Tây phương có cho phép Việt Nam làm như vậy hay không? Luật sư Thanh đã nêu ra rất nhiều câu hỏi trong cái phát biểu này, thì tôi xin lần lượt cái nói trước hết là vấn đề nhân quyền. Thì tất nhiên là một phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc cách đây 2 ngày đã xác quyết là bất cứ lúc nào mà Tổng thống Joe Biden mà thăm viếng bất cứ nước nào khác mà có vấn đề nhân quyền, như chẳng hạn như tại Trung Quốc hay là tại Việt Nam, thì vấn đề nhân quyền sẽ được nêu lên. Cái đó là cái lời xác quyết của phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc. Nêu lên là một việc, mà có kết quả gì hay không là một chuyện khác. Còn trong cái vấn đề mà luật sư đang nói là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà lợi dụng cải thiện bang giao với thế giới phương Tây để có lợi cho mình, thì cái điều đó nó cũng đúng. Thì tất cả các nước đều đều theo đuổi quyền lợi quốc gia, thì cái đó cũng không có gì là sai trái, mà cũng không có gì là đặc biệt, mà cũng không có gì là mới lạ. Tuy nhiên cái hoàn cảnh của Việt Nam mà theo tôi nhìn đó, thì Việt Nam lúc nào cũng sợ cái áp lực từ phía Trung Quốc, áp lực chính trị, áp lực ngoại giao và áp lực kinh tế. Áp lực chính trị đó thì có thể giải quyết một phần là trường hợp mà chúng ta còn nhớ là ông Phạm Minh Chính hồi đầu tháng 6 đã thăm viếng Bắc Kinh và đã xác quyết trong cái cuộc gặp gỡ với ông Tập Cận Bình là cái quan hệ đặc biệt khăng khít giữa hai quốc gia cộng sản anh em sẽ không bao giờ có thể bị chia rẽ bởi bất cứ một quốc gia nào khác. Rồi sau đó thì nhân cái hội chợ Trung Quốc và Nam Á tại Côn Minh. Côn Minh là thủ đô của tỉnh Vân Nam. Thì ông Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến tham dự và gặp ông Vương Nghị, tức là cố vấn quốc vụ viện kiêm luôn cả Bộ trưởng Ngoại giao. Và ông Trần Lưu Quang thì cũng nói đi nói lại cái lập luận tương tự như ông Phạm Minh Chính, mặc dù cái lời lẽ thì nó không hoàn toàn giống nhau. Tức là hai bên vẫn là sông liền sông, núi liền núi, răng hở môi lạnh, đại khái như vậy. Tôi cho rằng tất cả những cái lời phát biểu của như vậy và tất cả các chuyến công du như vậy đó là để dọn đường, là để trấn an, hay là để xác quyết với Trung Quốc là nếu mà Cộng sản Việt Nam mà có cải thiện bang giao với Hoa Kỳ, thì cái điều đó không có nghĩa là Việt Nam sẽ giảm bớt cái quan hệ đối với Trung Quốc, mà trái lại cái quan hệ đó lúc nào cũng được giữ ở mức cái mức thân thiện cũ
mà họ vẫn thường nhắc đến là anh em kết nghĩa với nhau giữa ông Hồ Chí Minh và ông Mao Trạch Đông cái đây mấy chục năm. Cái đó là cái phần thứ hai mà tôi trả lời câu hỏi của Trường Sơn. Còn cái thằng thứ ba nữa, nó cũng không kém phần quan trọng, là trước đây đó thì chúng ta chỉ biết là ông Joe Biden sắp sửa thăm viếng Việt Nam, nhưng bây giờ thì chúng ta đã biết chắc là hai bên đã công bố rõ rệt là đó là từ ngày 10 tới ngày 11 tháng 9 2023. Cái điểm còn lại đó là cái việc ban giao sẽ được cải thiện, sẽ được nâng cấp lên mức độ nào, là tại vì Tổng thống Joe Biden đã từng tuyên bố là ngoài cái việc mà một nhân vật cao cấp của Việt Nam điện thoại ông để muốn gặp gỡ với ông, thì ông còn nói thêm là cái quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ được cải thiện tương đương ngang bằng với cái quan hệ giữa Việt Nam với Trung Quốc và Liên bang Nga. Nếu mà chúng ta diễn dịch cái lời nhận xét này của ông Joe Biden một cách theo 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 cái văn bản đó, thì điều đó có nghĩa là cái quan hệ hiện nay ở cái mức toàn diện sẽ nhảy vọt lên cái mức cao nhất là chiến lược toàn diện. Thành ra cái câu hỏi được đặt ra đó là nhân cái chuyến công du này của ông Joe Biden đó, thì cái ban giao song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đó sẽ được nâng lên cái mức thứ nhì, tức là chiến lược, quan hệ chiến lược từ cái mức chiến lược, từ cái mức toàn diện, hoặc là nhảy bỏ cái mức chiến lược đó và lên cái mức cao nhất là chiến lược toàn diện, thì chúng ta chưa biết được. Nhưng mà trong cái tầm nhìn của tôi đó, thì tôi nghĩ rằng cái xác suất có thể rất lớn là Hoa Kỳ và Cộng sản Việt Nam sẽ nâng lên cái mức ban giao song phương ở cái mức chiến lược, chứ chưa hẳn là lên mức chiến lược toàn diện, nhưng mà chúng ta cũng không phải loại trừ khả năng mà nó có thể nhảy vọt được như vậy. Luật sư Thân nói rằng cái vấn đề này đó thì cũng đã được thảo luận với Úc, thì điều đó rất đúng. Nhưng mà Úc đã đi trước Hoa Kỳ theo cái nghĩa là Úc hiện nay đã có cái quan hệ chiến lược với Việt Nam, và cái bước kế tiếp hai bên đã đồng ý với nhau rồi là sẽ nâng lên cái mức độ chiến lược toàn diện, và có thể là trong tương lai không xa thì ông Thủ tướng Phạm Minh Chính có thể đến nước Úc, theo tôi nghĩ, để thực hiện cái việc đó, rồi để đáp lễ lại cái chuyến công du của ông Thủ tướng Albanese tại Việt Nam cách đây không lâu. Trong cái vấn đề mà luật sư Thân nói là cái quan hệ chiến lược toàn diện với một số ít thì Việt Nam, tôi nhắc lại để quý khán giả có thể biết là Việt Nam đã có cái quan hệ chiến lược toàn diện với Trung Quốc, với Liên bang Nga, với Ấn Độ, với Hàn Quốc, và bây giờ cộng thêm là với Úc Châu. Còn đối với cái quan hệ chiến lược đó thì thật nhiều nhiều hơn nữa, cả chục nước quan hệ chiến lược, và bây giờ nó có thể là năng với Hoa Kỳ. Đây là tôi đây xin là... Tôi xin được nhắc lại luật sư Lê Thường Quang ở đó, mà nó có cái đề tài này nó không có nằm ở trong cái dự tính cái câu hỏi của tôi, nhưng mà tôi xin được đặt ra luôn là nếu như mà giữa Việt Nam với Úc thành lập quan hệ chiến lược toàn diện, có nghĩa là ở cái mức độ cao nhất đó, thì liệu rằng chúng ta sẽ có nhìn thấy những cái hiện tượng cụ thể là sẽ có rất là nhiều phái đoàn từ phía bên Việt Nam qua thăm Úc cũng và cũng ngược lại, sẽ có nhiều cái lễ hội mà có sự tham dự của những cái nhân vật cao cấp nhất từ ở Việt Nam ngay tại các địa điểm mà có đông người Việt cư ngụ, như là những cái lễ hội chợ Tết Trung Thu. Sẽ có những cái trận đá banh, giao hữu, bóng chuyền, bóng rổ, có nghĩa là nó cái mối quan hệ giữa hai nước nó sẽ rất, hầu như nó cũng sẽ giống giống như là sông liền núi như là cái quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Và nếu như trong những cái trường hợp đó xảy ra đó, thì chúng ta sẽ thấy thường xuyên cờ của Việt Nam tung bay phất phới ở đâu đó, ở nơi của đông đảo người Việt cư ngụ, và trong đó có cũng còn có rất là nhiều người thuộc thế hệ thứ nhất, những người tị nạn bỏ chạy chế độ cộng sản đi tìm tự do. Thì liệu đối với những thành viên trong cộng đồng từ một cái bối cảnh, từ một cái gốc gác như vậy đó, thì họ sẽ phải đón nhận những cái hiện tượng này như thế nào? Tất nhiên đó là một cái điều mà chúng ta, hay là đặc biệt là cộng đồng người Việt tự do ở cấp liên bang cũng như cấp tiểu bang, và đặc biệt là tại New South Wales và tại Victoria, phải có sự quan tâm sâu xa hơn, và sẽ có những cái kế hoạch để vận động mạnh mẽ hơn, sâu rộng hơn. Điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ hoàn toàn thành công, nhưng mà ít nhất là chúng ta sống trong cái thể chế dân chủ thì chúng ta phải phát biểu ý kiến của mình.
cái điều mà tôi lo ngại, cái điều mà tôi quan tâm đó là vào một lúc nào đó với cái ban giao chiến lược toàn diện đó, thì ngoài cái vấn đề mà gia tăng giao thương giữa hai nước, ngoài vấn đề hợp tác về kỹ thuật, ngoài vấn đề trợ giúp về quốc phòng của từ nước Úc sang Việt Nam, mà tại tôi không nghĩ là Việt Nam có khả năng để trợ giúp quốc phòng cho nước Úc. Nhưng mà cái vấn đề mà thông thường đó, các quốc gia mà có cái chiến lược toàn diện đó, thì họ có cái sự hợp tác về quốc phòng, chẳng hạn là tập tập chẳng hạn như là tập trận chung hay là trao đổi tình báo quân sự, nhưng mà chuyện đó nó không xảy ra giữa nước Úc và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nhưng mà trên cái phương diện mà gọi là quan hệ giữa, gọi là tiếng Anh nó gọi là people to people, tức là giữa nhân dân với nhau đó, thì cái đây là cái cơ hội mà để cho Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có nhiều cái cơ hội để áp dụng cái nghị quyết 36 hơn trước đây trong cái vấn đề giáo dục, tức là trong cái vấn đề học tiếng Việt. Tại vì theo theo tôi biết đó, thì hiện bây giờ ít nhất là tại Victoria và cũng có thể tại New South Wales là có một số giáo viên được huấn luyện tại Việt Nam hiện đang đảm nhiệm cái vai trò dạy trong các trường tiếng Việt. Mà cái điều đó, thì nó có thể tạo ra một cái tình trạng mà trẻ em Việt Nam nói cái ngôn ngữ của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thay vì nói cái ngôn ngữ của Việt Nam. Cái đó là cái điều mà chúng ta phải quan tâm về lâu về dài. Nhưng mà trong cái ngắn hạn đó thì cũng có thể, mà cái điều này nó rất là khả thi nhìn từ quan điểm của Cộng sản Việt Nam, là họ có thể mua tài sản, mua nhà cửa lớn lao, rồi họ thành lập ra những cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng của chính họ. Rồi họ treo cờ, rồi họ có những sinh hoạt văn nghệ bỏ túi chẳng hạn. Nhưng mà cái điều Họ đó có thể tổ chức hội chợ Tết lớn hơn cái chợ Tết của không cộng đồng có của mình. khả Cộng năng đồng của tổ mình mấy chức, năm nay là hoàn toàn tê liệt, không có hội chợ đúng Tết. rồi, mà có thể Tôi hội nghĩ chợ là họ có thể có đầy đủ khả năng, phương tiện, tiền bạc để tổ chức một cái hội chợ Tết quy mô tại Marrickville, vùng khu vực ở trên, rồi mời lãnh sự quán, mời đại sứ xuống. Thì lúc đó thì không biết cái phản ứng của cộng đồng chúng ta có phản ứng được cái gì hay không. chúng ta tất nhiên sẽ có phản ứng. Cái vấn đề là chúng ta có phản ứng có kết quả như thế nào thì tôi không có thể dự phóng được, nhưng mà cái điều đó thực sự nó đã xảy ra tại nước Pháp ở cái quận 13, tức là cái quận mà nó có rất nhiều người Việt sinh sống từ từ thế, sau thế chiến trước thế chiến thứ hai và sau chiến thứ hai mà cho tới bây giờ, thì nó đã có một cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng, một trung tâm văn hóa Việt Nam theo với nghĩa là Cộng sản Việt Nam, tại quận 13, và chính ông Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm và đã khánh thành cái trung tâm này. Thì tôi cũng không lấy làm lạ là một cái diễn tiến tương tự nó có thể xảy ra từ nước Úc trong tương lai không xa. Cho nên cái lời nói của chúng ta bây giờ là chúng ta nêu lên một cái quan ngại để giới lãnh đạo cộng đồng liên bang, cộng đồng người Việt ở cấp liên bang cũng như tiểu bang, mà đặc biệt là tại New South Wales và tại Victoria, quan tâm tới cái điều này nó có thể xảy ra. Vâng, thưa luật sư, là bây giờ thì tôi xin được trở lại với cái chương trình Thời sự thế giới của chúng ta. Cái đề tài thứ hai là trong đầu tuần này Trung Quốc đã ban hành một cái bản đồ, và một lần nữa cái bản đồ này nó bao gồm cái tất cả hầu như là hết 99-95% ở Biển Đông thuộc về lãnh hải của Trung Quốc. Rồi chẳng những thế, họ cũng nói rằng là lãnh thổ của phía đông bắc của Ấn Độ cũng là thuộc của Trung Quốc luôn. Thành ra sau khi mà cái bản đồ mới này được ban hành thì Ấn Độ đã rất là mạnh mẽ lên tiếng phản đối một cách chính thức. Và sau đó thì Phi Lục Tân, Philippines, Malaysia cũng đã có lên tiếng chính thức phản đối, như Việt Nam cũng đã có lên tiếng qua cái lời phát ngôn của cái phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao. Và chúng ta cũng nhận thấy các quốc gia xa hơn như là Indonesia bây giờ cũng bắt đầu rất là lo ngại. Mà trước đây thì mọi người đều cho rằng Indonesia là muốn giữ một cái thế trung lập, nhưng mà vừa qua thì cũng đã có những cuộc Indonesia đã có những cuộc tập trận chung với Mỹ và cũng đã đồng ra một cái bản tuyên bố mạnh mẽ lên án, nói rằng là Trung Quốc là làm cho cái tình hình an ninh ở khu vực Đông Nam Á này nó bất ổn. Luật sư Tường Loan nghĩ như thế nào trước cái tình hình mà có vẻ như nó ngày càng căng thẳng, ngày càng leo thang trong cái mối quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc với các quốc gia láng giềng? Trung Quốc một lần nữa đã làm một cái việc mà người ta đặc biệt là cáo buộc là Trung Quốc có thói quen làm như vậy. Trung Quốc vừa hãy nói một cách cụ thể đó là sau khi ông Tập Cận Bình gặp ông Thủ tướng Modi của Ấn Độ tại hội nghị thượng đỉnh của BRICS, tức là cái nhóm năm quốc gia gồm có Ba Tây,
Liên bang Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Nam Phi, gọi là BRICS, thì hai bên đã cam kết với nhau là sẽ cố gắng để giảm bớt cái sự căng thẳng ở vùng biên giới của Ấn Độ với Trung Quốc. Thế nhưng mà chỉ có một hai ngày sau thì Bắc Kinh lại phổ biến cái bản đồ gọi là bản đồ tiêu chuẩn năm 2023. Thì trong đó ngoài cái biển Biển Đông mà tôi sẽ trở lại trong giây lát, nó còn có cái sự xác quyết chủ quyền của Bắc Kinh đối với hai cái lãnh thổ của Ấn Độ. Cái lãnh thổ thứ nhất là gọi là Aksai Thin, tức là nó nằm ở cái vùng phía tây của biên giới Ấn Độ với Trung Hoa, và cái lãnh thổ thứ nhì nó gọi là Arunachal Pradesh, tức là nó nằm ở phía đông trong cái đường biên giới giữa hai nước, nó kéo dài tới 4.000 cây số. Thì hai cái lãnh thổ đó là hai chỗ mà Ấn Độ coi là lãnh thổ của mình, mà bây giờ Trung Quốc đã thay đổi tên và coi là của Trung Quốc. Cái thủ thuật của họ là họ đổi tên rồi họ coi là của họ. Cái đó là một cái điều mà nó làm cho Ấn Độ rất là bực bội và rất là phẫn nộ, cho nên Ấn Độ ra tiếng phản đối. Rồi một cái điểm khác là lợi dụng cái tình thế mà Liên bang Nga đang bị suy yếu và phải tùy thuộc rất nhiều vào cái sự ủng hộ về về kinh tế cũng như là về ngoại giao của Bắc Kinh. Thì Bắc Kinh cũng 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 tuôn luôn cũng đưa ra một cái xác quyết chủ quyền mà những cái hòn đảo giữa cái con sông mà nó chia đôi cái biên giới phía bắc của Trung Hoa với bên Liên bang Nga. Nhưng mà cho tới giờ phút này á, thì Moscow hay là Tổng thống Putin hoàn toàn im lặng, có lẽ là cũng không ở trong cái tình trạng không ở trong cái tình trạng mà có thể phản đối được, cho nên vẫn im lặng. Tuy nhiên các nước khác thì không, đặc biệt là các quốc gia tại Đông Nam Á. Bây giờ tôi cũng nói thêm một cách chi tiết là lần này đó khi mà phổ biến cái bản đồ tiêu chuẩn của năm 2023 của cái Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Bắc Kinh á, thì nó không còn là 9 đoạn nữa mà nó còn là nó trở nên 10 đoạn. Tại sao nó trở nên 10 đoạn? Nó trở nên 10 đoạn là lần này nó có thêm cái đoạn thứ 10 mà nó bao gồm Đài Loan. Tất nhiên là Đài Loan phản đối, nhưng mà cái chuyện đó là chuyện giữa hai cái thực thể của Hoa Lục và Đài Loan. Chúng ta có lẽ là cũng quan tâm, nhưng mà cái quan tâm hơn đó là cái Biển Đông. Thì trong cái phần Biển Đông đó thì Trung Quốc xác quyết lại cái chủ quyền như là chín đoạn đã được nêu ra cái đường lưỡi bò, gọi nôm na đó là như vậy. Thì cái quốc gia mà phản đối đầu tiên đó là Malaysia, là tại vì một phần lãnh thổ hay là lãnh hải của hay là thềm lục địa của Malaysia bị bao gồm trong cái bản đồ này. Cái quốc gia thứ nhì mà phản đối mạnh mẽ đó là Philippines. Cái quốc gia thứ ba mà phản đối rất mạnh mẽ nữa đó là Indonesia, và cái thứ tư mới là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thì cũng cái lập luận thì cũng như là đã thường nói như trước đây, nhưng mà cái này đó thì tôi nói thêm một cái phần lịch sử là cái bản đồ mà gọi là đường lưỡi bò đó gồm chín điểm đó, rồi chín đoạn đó, thì thực sự nó không phải là do Cộng sản Trung Hoa đặt ra, mà nó do là chế độ Trung Hoa Dân Quốc của thống chế Tưởng Giới Thạch lập ra hồi năm 1947. Mà lúc bây giờ đó thì nó có gồm 10 đoạn chứ không phải là 9 đoạn. Nó bao gồm cả vịnh Bắc Việt, mà nó bao gồm cả cái đảo cái gì Bắc cái Thủy đảo Long, và Bạch Bạch Long Vĩ. Long À, thì khi mà Mao Trạch Đông chiến thắng năm 49 đó, thì họ tiếp tục xác quyết chủ quyền bằng cái lý do 9 đoạn, tức là họ bớt đi một đoạn, mà nó tức là loại bỏ ra cái phần Bạch Long Vĩ. Thì bây giờ Trung Quốc lại tái lập lại với 10 đoạn tương tự như trước kia, nhưng mà cái đoạn thứ 10 bây giờ đó là Đài Loan chứ không phải là Bạch Long Vĩ. Đấy là cái vấn đề về phương diện lịch sử. Tuy nhiên cái vấn đề mà Philippines đặt ra thì đây là một cái xác quyết chủ quyền một cách rất là thô bạo, mà tổng thống Philippines coi đó là một cái thói quen thường lệ của Bắc Kinh. Lời tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mà tuyên bố là hãy hãy đừng tin những gì cộng sản nói mà nghe, hãy nhìn những gì cộng sản làm, thì nó áp dụng cho cả cộng sản Việt Nam lẫn cộng sản Trung Quốc giống hệt như vậy. Cho nên cũng vì lý do đó mà nó đang tạo ra một cái phong trào phản đối rất là mạnh mẽ từ phía Ấn Độ, từ phía bốn quốc gia trong tổ chức ASEAN. Nhưng mà sau đó đó, sau khi chúng ta nói về phương diện Biển Đông đó, thì chúng ta phải nói luôn cái biển Hoa Đông. Thì trong cái bản đồ tiêu chuẩn 2023 này thì Bắc Kinh cũng xác quyết chủ quyền luôn cái quần đảo Senkaku mà đã có tranh chấp với Nhật Bản, cho nên Nhật Bản thì cũng cũng không có lấy hài lòng với cái chuyện này, và tất nhiên Nhật Bản cũng phản đối.
đấy là nói chung đó, thì cái tình trạng này những gì bây giờ nó là như vậy. Tôi muốn đặt một cái câu hỏi về cái lập trường của Indonesia, tại vì trước đây đó thì có một số nhà quan sát người ta cho rằng Indonesia vẫn muốn duy trì ở một cái tư thế độc lập. Họ cho rằng họ không có tranh chấp gì nhiều với bên Trung Quốc, ngoại trừ ở chỗ cái đảo Natuna. Cái quần đảo Natuna của họ thì rõ ràng là nó nằm ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, nhưng mà Trung Quốc thì cũng nói rằng là có cái quyền đánh cá, cái quyền khai thác, thì Theo truyền cái thống, theo truyền theo thống. truyền thống. Và cái, dĩ nhiên thì cái nó là một cái lĩnh vực tranh chấp, nó không có rõ ràng như là tranh chấp giữa Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. Và Indonesia thì có vẻ như vẫn muốn duy trì một cái tư thế độc lập, là tại vì Indonesia cũng có một cái mối quan hệ giao thương kinh tế rất là quan trọng với bên Trung Quốc. Nhưng mà có vẻ như trong thời gian gần đây thì càng ngày phía bên Indonesia càng có những cái lời phát biểu, cái thái độ nó rõ ràng hơn, là có vẻ như họ đang tổ chức những cái cuộc tập trận chung với Mỹ, rồi có Mỹ, có Úc, hình như có Nhật Bản, một vài nước khác nữa. Và họ cũng đã đồng thuận với những cái bản tuyên bố mà Mỹ đưa ra. Luật sư Đường có cho rằng đây là một cái sự thay đổi nào đó trong cái quan điểm và lập trường ngoại giao của Indonesia, cũng như là nó đã có một cái sự thay đổi rõ ràng của Philippines sau khi ông tổng thống mới ông nhậm chức. Có nghĩa Ông cái An, trường hợp của Indonesia có giống như là với Philippines hay không? tôi nghĩ là cái chiều hướng đó, thì Indonesia có vẻ một phần nào đi theo cái chiều hướng của Ấn Độ, tức Ấn Độ và Indonesia đã từng là lãnh đạo của phong trào các quốc gia đang phát triển, tức là cái nhóm thứ ba đó. Nhưng mà bây giờ đó thì chúng ta thấy là Ấn Độ mặc dầu là có cái chính sách độc lập, có cái bang giao rất thân hữu với Nga và với Trung Quốc, nhưng mà Ấn Độ cũng đang có những cái động thái chứng tỏ rằng Ấn Độ cũng một phần nào thôi tiến gần lại Hoa Kỳ. Thì Indonesia cũng vậy, nhưng mà chúng ta phải nói thêm là cái lập trường của Indonesia nó khác hẳn với lập trường Philippines. Tại vì Indonesia chỉ có cái quyền lợi về đánh cá, quyền lợi về tài nguyên thiên nhiên tại phía bắc của cái quần đảo Natuna, chứ còn về phương diện lãnh thổ và lãnh hải thì không có tranh chấp với Trung Quốc, nó khác với Philippines và nó khác với Việt Nam. Cái việc mà xoay chiều rõ rệt nhất và mạnh mẽ nhất là nó xảy ra tại Philippines khi mà ông Tổng thống Marcos Jr. Đã xoay trục so với chính sách của ông Tổng thống tiền nhiệm là Duterte. Bây giờ tôi trả lời trực tiếp về cái chiều hướng chính sách của ông Widodo, của Tổng thống Nam Dương đó, của Tổng thống Indonesia đó. Thì chúng ta lấy cái thí dụ này để chứng tỏ rằng Indonesia bây giờ đang có những cái bước tiến một phần nào thôi là tiến gần lại với Hoa Kỳ. Lý do tại sao tôi nói như vậy là tại vì trong cái cuộc hội nghị thượng đỉnh của năm cường quốc BRICS tại Nam Phi đó, thì Indonesia cũng như Việt Nam đã gia tâm là thuộc về cái nhóm 20 quốc gia đã nộp đơn gia nhập BRICS. Thì Việt Nam không được cứu xé, hay là cứu xé mà không được gia nhập, thì cái chuyện đó chúng ta cũng dễ hiểu, tại Việt Nam không phải là cái ưu tiên đối với BRICS. Nhưng mà Indonesia là thực sự là một cái ưu tiên của tổ chức BRICS, và tổ chức BRICS dự trù sẽ tiếp nhận Indonesia trở thành hội viên. Nhưng mà vào sau cùng, mặc dù đã nộp đơn xin gia nhập, nhưng mà Tổng thống Widodo lại không muốn trở thành hội viên của BRICS. Lý do là tại vì BRICS đang có những chính sách, hay là đang theo đuổi những chính sách mà nó bài Mỹ, nó bài Tây Âu, trong cái vấn đề giao thương, và nhất là trong cái vấn đề mà muốn phi đô la hóa của đồng đô la Mỹ. Indonesia không muốn làm chuyện đó. Indonesia muốn giữ cái bang giao với Hoa Kỳ và Liên Âu, nhất là trong cái vấn đề sử dụng tiền tệ đô la Mỹ theo cái thông lệ hiện đang có. Cái điều đó nó là một cái xác quyết rõ rệt nhất là cái sự độc lập của Indonesia. Cho nên vì lý do đó mà tôi coi cái động tác của Indonesia trong cái vấn đề xin gia nhập và từ chối gia nhập vào tổ chức BRICS là một cái hành động rất là cụ thể để chứng tỏ Indonesia đang có phần nào nghiêng về các quốc gia dân chủ phương Tây trong cái hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Và do đó thì Indonesia cũng một phần nào bắt đầu cái phần phản đối Trung Quốc trong cái vấn đề cái bản đồ tiêu chuẩn 2023, thưa luật sư Thanh. Câu hỏi của luật sư Đường Thuận, chúng ta đã hết giờ. Là cái cuộc bầu cử sắp tới tại Đài Loan sẽ được tổ chức vào tháng Giêng năm 2024.
thì lúc nào thì nó cũng có hai đoạn hai đảng đưa các ứng viên ra tranh cử là Quốc dân đảng và cái đảng đảng dân chủ nhân dân của bà tổng thống hiện nay Thái Anh Văn. Tuy nhiên thì lần này thì có một cái ông tỷ phú của cái công ty Foxconn, là cái công ty mà chuyên sản xuất những cái con chip cao cấp cung cấp cho thế giới, thì ông cũng đứng ra tranh cử với một cái tư cách là một cái ứng viên độc lập. Luật sư Lương Tư Văn nhận xét như thế nào về cái chiều hướng trong cái thời gian sắp tới, liệu Đảng Quốc dân đảng có trở lại nắm quyền hay không, là tại vì Quốc dân đảng thì hình như có cái chính sách nó hòa dịu hơn với phía bên Bắc Kinh, hay là đảng của bà Thái Anh Văn cũng sẽ tiếp tục lãnh đạo Đài Loan trong trong cái thời gian tới? Cái cuộc thăm dò công luận về dân chúng Đài Loan, chúng ta nên nhớ là Đài Loan là một cái thực thể chính trị theo cái phương hướng dân chủ, tự do dân chủ, và Đài Loan có 23 triệu dân. Và hiện nay nó có hai phương hướng, nó không có hoàn toàn khác biệt với nhau, nhưng mà nó có hai phương ít nhất là rõ rệt, là cái đảng Dân Tiến, tức là cái đảng của bà Thái Anh Văn. Mà bà Thái Anh Văn thì do cái nhiệm kỳ hai lần rồi, cho nên bà không có thể tranh cử được nữa. Cho nên trong cái cuộc bầu cử vào tháng Giêng 2024, thì là đó là cái cuộc bầu cử tổng thống và bầu cử quốc hội. Thì cái ứng cử viên bầu cử tổng thống là hiện bây giờ là phó tổng thống William Lai. Thì ông này sắp sửa thăm viếng Hoa Kỳ, đang tạo ra cái sự phẫn nộ đối với Trung Quốc. Và ngược lại ứng viên của phe đối lập, tức là của Quốc dân đảng đó, thì là do ông thị trưởng của thành phố của thủ đô Đài Bắc, ông Hao, tôi không biết là đọc tiếng 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 Hoa nó có đúng không, HOU, thì ông là thị trưởng của thành phố Đài Bắc. Thì cái lập trường của hai bên đó, một bên đó thì thiên về cái khuynh hướng đảng Dân Tiến đó, thì khuyên về cái khuynh hướng độc lập, nhưng mà không dám tuyên bố độc lập, là tại vì cái vấn đề áp lực của Mỹ. Nước Mỹ chỉ bảo vệ Đài Loan nếu mà Đài Loan không có khiêu khích Trung Quốc và Đài Loan không tuyên bố độc lập. Cho nên cũng vì lý do đó, một cái lá chắn rất là mạnh mẽ để Đài Loan không thể tuyên bố độc lập được. Rồi về phía đảng Quốc dân đảng đó, thì họ là cái đối tác yêu chuộng của Bắc Kinh, nhưng mà họ chủ trương là có cái theo đuổi một chính sách hòa bình với Bắc Kinh, nhưng mà vẫn không có muốn lệ thuộc vào Bắc Kinh và cũng không có muốn sáp nhập vào Bắc Kinh. Cho nên cái lập trường tuy khác, nhưng mà cái cơ bản á, thì vẫn muốn giữ cái quy chế độc lập, ta là tự lập của Đài Loan. Còn nhân vật thứ ba mà ra trên cái độc lập đó, thì tôi không tin là cái ông tỷ phú đó có cái cơ hội để chiến thắng. Tôi không nghĩ là ông chiến thắng được, cho nên cái ảnh hưởng của ông ta không có thể thay đổi được. Cho nên cũng vì lý do đó đó mà nếu mà chúng ta nhìn vào hay là dự phóng cái kết quả, thì kết quả nó sẽ rất là khích sao. Tôi nghĩ rằng dân chúng Đài Loan đó, một mặt đó, thì họ muốn tự lập, họ muốn tự trị, họ không muốn độc lập, là tại vì họ không muốn chiến tranh. Cho nên nếu mà cái đảng nào đó mà thuyết phục được cử tri, đa số cử tri, là họ giữ được cái sự tự lập, không phải độc lập, tự lập, tự chủ, sống trong cái chế độ dân chủ, mà phát triển tiếp tục phát triển kinh tế, thì cái đảng đó sẽ thắng. Nếu ai mà lo ngại cái sự gần gũi giữa 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 Quốc dân đảng với Bắc Kinh đó, thì tất nhiên họ sẽ bỏ phiếu cho đảng Dân Tiến. Còn những ai mà lo ngại đảng Dân Tiến mà có thể tuyên bố độc lập và do đó bị gây ra cái tình trạng chiến tranh, thì họ sẽ bỏ phiếu cho Quốc dân đảng. Cho nên tôi chỉ nói tới mức độ như vậy thôi, chứ tôi không dám là tiên đoán đảng nào sẽ chiến thắng. Vâng, cảm ơn luật sư Lưu Tường Quang. Với những lời nhận xét đó thì tôi xin được tạm kết chương Trước trình. khi rằng trước khi Lưu Sơn chấm dứt trình, nó có một điểm mà tôi đã có ý định nói nhưng mà tôi chưa nói được. Trong cái bang giao giữa Mỹ và Việt Nam á, thì nếu dù và dù là được nâng cấp lên cái mức độ chiến lược hoặc là chiến lược toàn diện, thì cái vấn đề cốt lõi của Việt Nam nó vẫn là cái vấn đề làm thế nào có thể độc lập về chính trị, độc lập về ngoại giao, và nhất là độc lập về phương diện kinh tế đối với Bắc Kinh. Là tại vì nếu Việt Nam mà không có độc lập về phương diện kinh tế đối với Bắc Kinh, thì dù có làm cái gì đi nữa, nó cũng không có thể làm đem lại cái gì tốt đẹp cho tương lai của đất nước Việt Nam. Tôi nói đất nước Việt Nam chứ không hẳn là chế độ cộng sản Việt Nam. Là tại vì một trong những cái vũ khí mà lớn nhất mà Bắc Kinh đang nắm trong tay đó là kinh tế. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể là thoát chung dưới một hình thức nào đó, nhưng mà nếu không thoát chung được về phương diện kinh tế, thì chúng ta coi như cái chiều thoát chung nó không thành công. Vâng, tại với vì những nếu nhận mà xét. Bắc Kinh tại vì nếu mà Bắc Kinh mà chấm dứt cái việc cung ứng và cái nguyên liệu, thì cái nền kinh tế Việt Nam sẽ bị sụp đổ.
Rồi, có lẽ chúng ta cũng rất nhiều thời gian để mà đào sâu vào cái đề tài đó. À, xin cảm ơn luật sư Lương Văn với những nhận xét như vậy thì tôi xin được tạm kết chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn luật sư Thân và kính chào tất cả quý vị khán thính giả. À, kính thưa quý khán giả của VietFast TV, quý vị vừa theo dõi chương trình điểm báo bình luận thời sự thế giới của chúng tôi với luật sư Lương Tường Quang. Chương trình đến đây đã chấm dứt. Cảm ơn quý vị theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Trân trọng cảm ơn và xin kính chào tất cả quý vị.